Việc đầu tiên trong quá trình rình răng đó là các bạn sẽ được gắn mắc cài. Trời ơi, những cái mắc cài là dấu hiệu của big kid, nhưng mắc cài cũng là dấu hiệu của việc là bạn sẽ phải làm quen với những thứ trong miệng, và nó là những cái vật thể lạ có thể gây lét miệng, có thể gây after, và quá trình ăn nhai cắn xé của bạn sẽ bị giảm hơn rất là nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta gắn mắc cài, làm cách nào để chúng ta có thể quen hơn và dễ chịu hơn? Nhất đó là việc đó là nha sĩ có thể là sẽ gắn cho bạn một cái hàm trên trước. Khi mà chúng ta quen thuộc hơn rồi và cảm giác thân quen với mắc cài rồi thì chúng ta bắt đầu mình gắn cái hàm dưới. Cái thứ hai, một cái vô cùng quen thuộc trong các bạn lì răng đó là sáp nha khoa. Sáp nha khoa là một dụng cụ hỗ trợ trong quá trình thích nghi và làm quen với mắc cài hơn rất là nhiều. Bạn có thể lấy một cái lượng rất là nhỏ ấn lên cái vùng mắc cài, và chính vì thế mà môi mà các bạn không thể cà vào. Vậy thì có phải sử dụng sáp nha khoa liên tục không? Không, các bạn sẽ chỉ cần sử dụng từ 2 đến 3 ngày và dần dần môi má của chúng ta sẽ quen với việc gắn mắc cài. Nhưng có một lưu ý đối với các bạn, đó là khi gắn mắc cài thì quá trình vệ sinh răng của các bạn sẽ bị kém hơn rất là nhiều và khó khăn hơn rất là nhiều. Trong quá trình làm thì mình phát hiện ra là có những bạn trải răng rất là tốt, nhưng mà chỉ vô tình là trải từ cái mắc cài xuống phía dưới cái diệt cắn ấy. Mà cái cần quan tâm và cái cần quan trọng nhất đó là từ cái diệt cắn đến phía bên trên nợ. Ngoài ra, máy tắm nước cũng là một công cụ vô cùng hữu hiệu, vô cùng hữu ích dành cho các bạn trong quá trình vệ sinh. Gắn mắc cài sẽ hơi khó chịu, hơi vướng. Và nước mát cũng là một trong những khuyến cáo để cho mọi người làm quen với việc gắn mắc cài nhiều hơn.